Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Và thưa quý vị, ở phần 1, Hoàng Vy đang dừng lại về một cái câu chuyện phải nói là một cái tâm điểm lớn mà nó liên quan đến thị trường tài chính và kinh tế của Mỹ. Đó là sự sụp đổ của ngân hàng SCB mà mới hôm đầu tháng đây thôi, ông chủ tịch của SVB, xin lỗi SVB, thưa quý vị, SVB, SVB Financial Group vừa mới tự hào ngồi kể khỉnh khạng và chém chệ và nói rằng ở chúng tôi là một cái đối tác làm ăn rất là uy tín và được kể cả bên phía anh thừa nhận là ngân hàng của năm cơ mà nhưng mà đùng một cái ngày hôm 10 tháng 3 là sụp đổ thì nhiều người bắt đầu đi mổ xẻ là nguyên nhân nó đến vì đâu có nhiều nguyên nhân trong đó Bloomberg chỉ ra về cái yếu tố chủ quan trước thưa quý vị bao giờ cũng vậy nhìn về cái yếu tố chủ quan là Bloomberg nghĩ rằng là vì svb để nhận được rất là nhiều cái số tiền gửi của những cái công ty start up về công nghệ đó và bây giờ khi mà nhận được cả trăm tỷ tiền gửi của khách đó, thì svb đã quá chủ quan và chuyển thẳng số tiền đó vào việc mà mua trái phiếu dài hạn vì tin rằng lãi suất ở cái thời điểm mà khi mà đại dịch xảy ra trước khi xảy ra thưa quý vị lãi suất nó thấp thì nó sẽ cứ thấp hoài như vậy cho nên chính svb theo Bloomberg nhận định á, là đã tạo ra một cái bẫy và tự mình mắc vô cái bẫy đó. Bởi vì sao? Khi mà khi mà cái lãi suất nó tăng, ngân hàng trung ương vừa rồi tăng 6 lần tăng lãi suất, phải nói là rất là rác và nó làm cho những cái doanh nghiệp người ta lao đao, những cái công ty kể về startup người ta cũng lao đao. Và quý vị nhớ lại một cái chi tiết đi, là trong suốt cái thời gian vừa qua, những cái đại công ty rồi chứ đừng nói là những công ty startup về công nghệ, những cái đại công ty như là Facebook, như là như là twitter đều gặp lao đao và sa thải hàng loạt google cũng sa thải hàng loạt và sắp tới đây đây thưa quý vị trong cái tuần sau đây được biết là google sẽ tiếp tục sa thải một cái làn sóng mới nữa coi như là cái giới công nghệ á, và đặc biệt ở thung lũng silicon đó thưa quý vị gần như là gặp rất nhiều khó khăn sóng gió chứ đừng nói chi đến những cái công ty về startup những cái ông lớn mà còn gặp khó khăn thì đừng nói là những cái 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 công ty vừa mới căng bùm ra vượt đến ra ra biển lớn. Cho nên khi những cái công ty này khó khăn đó họ loay hoay và họ cần phải rút vốn ra để mà họ chi trả cho những khó khăn đó. Mà điều gì sẽ xảy ra nếu như mà hàng loạt các công ty rút vốn cùng một thời điểm thì đó là khó khăn thôi và thậm chí nhiều người còn đặt cái câu hỏi là ngay cái cách mà svb á, giải quyết cái khủng hoảng kỳ này á, có phải đó là một trong những cái vấn đề mà dẫn đến cái sự sụp đổ hay không bởi vì á, thay vì đi huy động thêm 2 tỷ rưỡi để mà giúp coi như là đưa ra tại vì cái số tiền mà SVB đã thu được từ những cái nhà đầu tư và những cái người mà gửi tiền cho mình á đã mua trái phiếu dài hạn coi như đem đi đầu tư hết rồi mà bây giờ cần một số lượng lớn những cái khách hàng người ta rút ra để người ta chi trả cho cái công việc của mình á thì thay vì SVB á đi mà huy động những cái nguồn vốn khác khoảng 2 tỷ rưỡi khác thì lại chưa chi hết đi công bố lên cho nhà đầu tư nói rằng á là bây giờ chúng tôi đang gặp khó khăn nhưng mà an tâm chúng tôi sẽ giải quyết cách này cách khác để mà chi trả tiền cho quý vị thì cái tâm lý mà tâm lý mình mình có số tiền nào đó mình gửi ở ngân hàng mà giờ nghe ngân hàng khó khăn và ngân hàng bị lỗ trong đầu tư như vậy thì cho nên là họ kéo nhau họ kéo nhau ra và như hoàng vi nói đó như cái hiệu ứng domino cứ một cái con bài một nó bị ngã nó sẽ dắt dây nó kéo theo những cái làn sóng khác và bây giờ người ta rút tiền hàng loạt cho nên dẫn đến cái việc mà SVP phải sụp đổ như vậy đó là một trong những lý do thưa quý vị và nó còn một cái lý do nữa như hồi nãy hoàng vi nói đó là cái việc mà nâng lãi suất như thế này cứ nâng lãi suất liên tục như thế này mặc dù ngân hàng trung ương quý vị nhớ không ông trump power và cả bà janet yellen của bộ ngân khố bà nói rằng á họ nói rằng là biết rằng cái việc nâng lãi suất nó sẽ có những cái đau đớn lắm những cái tổn thương lắm nhưng mà phải làm để kéo cái lạm phát nó về cái mức mà họ cái mục tiêu của họ mong muốn là phải 2% quá lắm cũng 3% thôi chứ không thể nào mà hơn 5% như hiện nay thì bao giờ cũng vậy. Một cái như đồng tiền nó có hai mặt, một cái giải pháp gì nó cũng sẽ có những cái mặt trái và những cái 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 tác dụng của nó thì đây là cái mặt trái của việc nâng lãi suất liên tục. Và cho nên sau cái câu chuyện của SVB, nhiều người đang nghĩ rằng đang 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 chờ đợi cái động thái tiếp theo của ông Trump Power liệu rằng trong cái tuần sau đây ngân hàng trung ương có tiếp tục công bố rằng sẽ nâng lãi suất lên tiếp hay không nhưng có lẽ có lẽ nếu như tuần trước ông Trump Power nói đó với những cái chỉ số về kinh tế và với cái thị trường lao động khá là lạc quan như vậy phải nâng nữa, phải nâng nữa mà có thể là 0.5 chứ không phải là 0.25 đâu nhưng mà với cái sự kiện SVB như thế này đó thì có thể là không chúng ta phải đợi xem có thể là không biết là Trump Power có trùng tay lại hay không và cái um và không lâu sau khi mà ngân hàng svb này á, họ tuyên bố là họ sụp đổ đó thưa quý vị thì rất là nhiều người người ta lo rằng có cái hiệu ứng domino để mà dắt dây sang những cái ngân hàng khác hay không và đây và đặc biệt nếu mà gửi những cái ngân hàng coi như là lớn và trùm mà sừng sỏ của mỹ như là bank of america hay là chase á, thì không có lo nhưng mà những ngân hàng mà nhỏ mà vừa thì sao thì ngay sau 2 ngày hai ngày sau khi svb sụp đổ thưa quý vị thì một cái ngân hàng khác là Signature là có trụ sở tại New York thưa quý vị quy mô thì nó không lớn như SVB nếu mà SVB có vốn là hơn 200 tỷ thì Signature ở New York thì chỉ có khoảng 100 tỷ mà thôi thì cũng tuyên bố là sụp đổ luôn rồi bây giờ cái cơ quan mà quản lý ngân hàng của federal của uh, liên bang đó thưa quý vị đã uh, bước vô và kiểm soát cái ngân hàng này rồi đó là cái thông tin uh, xảy ra vào ngày hôm qua thì cái ngân hàng signature này thì nó không có liên quan gì hết với svb bởi vì nếu như svb á, là cái 90% khách hàng của họ là các cái công ty start up công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thì cái ngân hàng signature này á, thì đa số cái khách hàng của họ là trong cái lĩnh vực tiền điện tử cho nên cả hai bên có liên quan gì với nhau hết nhưng mà hoàng vi đọc được ở trên reuters thưa quý vị có một cái thông tin là cái ngân hàng signature này đó là có mối liên quan rất là mật thiết với lại cựu tổng thống Donald Trump và gia đình của ông và từng tài trợ cho một số cái dự án kinh doanh của gia đình cựu tổng thống. Nhưng mà sau khi cái sự kiện ngày 6 tháng Giêng, thông tin này, quý vị có thể phát check ở trên Reuters. Reuters nói là sau cái sự kiện 6 tháng Giêng thì cái ngân hàng này rút lại và cắt đứt liên hệ với cựu tổng thống Donald Trump thì đó là hai ngân hàng tính cho đến ngày hôm nay khi chúng tôi ngồi thưa chuyện quý vị là đã sụp đổ và một lần nữa nhiều người cho rằng cái cơn địa chấn này cái cơn địa chấn đặc biệt của ngân hàng svb á nó và cả sau đó là ngân hàng signature đó nó sẽ tạo thành một cái cơn bão đối với thị trường tài chính kinh tế của mỹ hay không và bởi vì chưa chi hết đó thì họ thấy là svb đó, nó có liên quan tại vì svb không chỉ có trụ sở ở mỹ mà còn có ở anh nữa rồi có ở Singapore nữa, rồi có ở Trung Quốc, có ở Israel, có ở khắp nơi thưa quý vị. Thì ngay cả ở à, ở Canada nè, ngay ngày chủ nhật ở Canada cũng nháo nhào khi họ nói rằng á, là SVB ở Canada có cái số tiền đang đang nắm cái số tiền của các nhà đầu tư lên đến 300 hơn 300 triệu Mỹ kim. Thì bây giờ là sẽ giải quyết như thế nào? Ở bên Anh á, thì ông bộ, bộ trưởng bộ tài chánh cũng đang coi như làm việc cực lực để giải quyết cái chuyện là cái khủng hoảng về svb thì vào đầu ngày hôm nay thưa quý vị thì có cái thông tin là h uh, cái ngân hàng ssbc là của anh đó thưa quý vị đã chính thức là sẽ mua lại cái ngân hàng SVB chi nhánh ở Anh với số tiền là một bản Anh thôi. Tức là thâu tóm lại để mà giải quyết cho những cái khủng hoảng như thế này. Thì đây cũng là một cái động thái phản ứng rất là nhanh nhạy của bên phía Anh. Nhưng còn những nước khác thì sao? Singapore, Israel, rồi Trung Quốc. Chúng ta phải chờ xem những phản ứng của họ như thế nào. Trở lại với lại Mỹ thưa quý vị. Thì ông Tổng thống Joe Biden ngày hôm nay tổng thống joe biden đã có cái bài phát biểu ngay từ đầu ngày mà khi người dân mỹ mở mắt ra luôn và cảm thấy rất là lo lắng và rất là hoang mang không biết là ngân hàng như thế này nó có ảnh hưởng đến cái túi tiền của mình hay không thì ông tổng thống joe biden ông nói rằng ông trấn an người dân ông nói rằng ông bảo đảm chắc chắn là câu chuyện này sẽ được giải quyết rất là cẩn thận và người dân mỹ sẽ không có bị mất tiền nói chung tiền của quý vị gửi vào svb quý vị sẽ được tiếp cận với nó sẽ được lấy nó ra khi mà quý vị cần đó là lời ông tổng thống joe biden bảo đảm chắc nịch như vậy là bởi vì ngày hôm chiều tối ngày hôm qua đó thưa quý vị sau khi bà janet Yellen lên là bộ ngân khố bà nói rằng đã có một cái cuộc họp liên tục vào ngày thứ bảy và chủ nhật cuối cùng thì họ đưa ra một cái lời nhận định thế này nè là ngân hàng trung ương sẽ không có gọi là không có bảo lãnh cho ngân hàng svb đâu nhưng mà nhưng mà sẽ giải quyết cho những cái cá nhân mà gửi tiền vô cái ngân hàng này có nghĩa là giờ quý vị gửi vô quý vị muốn rút ra thì bà Janet Yellen nói rằng bộ tài chính bảo đảm là quý vị có thể rút được cái số tiền đó ra đầu tiên vào ngày hôm thứ bảy vào đầu ngày thì hoàng vi đọc được cái thông tin là những cái khoản tiền gửi dưới 250.000 mỹ kim mà được cái cơ quan bảo hiểm ngân hàng uh, bảo, um, đi vô cái quỹ đó đó thì sẽ được bồi thường sẽ được rút ra. Còn những cái khoản mà trên 250.000 Mỹ kim á thì là sẽ phải chờ, chờ ngân hàng này coi như là bán những cái tài sản của mình rồi xem còn nhiều á thì sẽ giải quyết sẽ là bồi thường cho khách hàng. Đó là thông tin vào đầu ngày buổi sáng. Nhưng mà vào chiều tối ngày chủ nhật thì Hoàng Vi đọc thấy là bà Janet Yellen nói rằng á là ngân hàng ở Bộ Tài chính của Mỹ quyết định là sẽ làm sao bảo đảm cho tất cả các cái khoản tiền gửi của SVB sẽ được tiếp cận, khách sẽ được rút ra bất cứ lúc nào họ cần, không chỉ là dưới 250.000 Mỹ Kim. Và đây là một cái hành động mà ông Tổng thống Joe Biden sáng ngày hôm nay ông nói rằng ông appreciate, ông cảm kích là bên phía Bộ Tài chính và những cái nhân cái cơ quan có liên quan đó, họ đã giải quyết rốt ráo và suy cho cùng ngay cả lời ông tổng thống Joe Biden và cả những cái chuyên gia về kinh tế coi như là Hoàng Vi tìm đọc rất là nhiều bởi vì mình không phải là một expert trong lĩnh vực ngân hàng cho nên mình phải tìm coi những ý kiến của những cái chuyên gia người trong lĩnh vực này họ nói cái gì thì hoàng vi tổng hợp lại cái ý kiến thì chúng ta chỉ là tham khảo chúng ta phải chờ thưa quý vị chúng ta chưa biết chắc được những cái lời tuyên bố ở thời điểm này nó sẽ có mang tính chính xác hay không nhưng cái câu hỏi hồi nãy Hoàng Vi có đặt ra đó cũng như quý vị sẽ nghĩ đó là cái việc mà ngân hàng SVB này sụp đổ và cả sau đó hai ngày sau là Signature liệu nó có thể thành tạo thành một cái cơn sóng và một cái khủng hoảng về cái thị trường tài chính cho nước Mỹ hay không? Thì ông Biden ngày hôm nay ông nói là không. Ông bảo đảm là cái ngân hàng, cái hệ thống ngân hàng của Mỹ vẫn rất là an toàn. Và nhiều chuyên gia nói đó, thứ nhất là đây là chỉ là một cái hiện tượng đơn lẻ thôi một cái hiện tượng cá biệt của ngân hàng svb thôi chứ nó không phải nó phản ánh về tình hình sức khỏe của cái thị trường tài chính của nước mỹ bởi vì á, những cái ngân hàng khác á, người ta nhận nhiều cái đối tượng khách hàng khác nhau mà như svb họ chỉ có cái khách hàng là trong giới công nghệ mà giờ á, cái thị trường công nghệ trong lĩnh vực công nghệ rất là khó khăn cho nên bây giờ khi mà khách khó khăn người ta muốn rút tiền thì svb bị lao đao đó chỉ là ngân hàng cá lẻ và cái hệ thống ngân hàng của nước mỹ theo nhiều người nói nó rất là chặt chẽ với những cái ông trùm đứng ở trên với hệ thống ngân hàng lớn gọi là mega đó thưa quý vị thì đứng ở trên và đang nắm giữ những cái số tiền rất là lớn cho nên là bên phía ông tổng thống Joe Biden và bà Janet Yellen nói là một cái ngân hàng mà cỡ như SVB nó sẽ không có tạo thành một cái hit mà tác động và gây ra một cái khủng hoảng tài chính như năm 2008. Chúng ta phải chờ xem cái những cái nhận định này nó có, uh, nó có đúng nó có xác thực hay không nhưng mà một cái thông, một cái chi tiết mà cho chúng ta thấy để cho người dân tạm thời Hoàng vi nói là tạm thời nha an tâm á, là cái việc là Bộ Tài Chánh và nói rằng á, là những khách hào mà gửi tiền vô á, thì sẽ được tiếp cận số tiền của mình chậm nhất á, là vào trưa ngày hôm uh, ngày hôm thứ hai đây thôi quý vị trưa ngày hôm thứ hai này thôi là sẽ giải quyết hết. Cái điều thứ hai nữa quan trọng là những cái người công dân mà đóng thuế Mỹ như ở đóng thuế như chúng ta đây á, là taxpayer sẽ không có phải mất một đồng nào tiền thuế của mình á để chi trả cho cái cái sự thất bại của ngân hàng SVB này. Đó là chi tiết thứ hai. Còn họ làm như thế nào thì thực sự là đến thời điểm này chúng ta chưa được biết. Chúng ta chưa được biết nhưng đó ít nhất là hai điều mà chúng ta đã biết như vậy. Và ông Tổng thống Joe Biden nói rằng là sau cái sự kiện này, thì những cái lãnh đạo ngân hàng SCB sẽ bị sa thải hết và sẽ không có còn được lãnh đạo của trong cái giới ngân hàng nữa đâu bởi vì cái việc làm ăn và tắt trách của mình. Thì bây giờ bên phía tất cả mọi người, ngay cả từ quốc hội, người ta đang tìm kiếm một cái ngân hàng nào đó để có thể mua lại SCB này tính cho đến ngày thứ hai đây khi mà hoàng vi thư chuyện quý vị thì chưa có lộ ra cái cái nhân vật nào hay cái tổ chức tài chính nào sẽ có thể mua lại svb ông Elon Musk vào hôm thứ bảy ông lên twitter ông nói rằng là có nhiều người đề nghị tôi là mua lại svb đi nhưng mà ừ, tôi không chịu mà đó là lời của Elon Musk thôi thưa quý vị Elon Musk đang gặp lao đao cũng khổ lên khổ xuống với twitter mua xong cái giao dịch là twitter 44 tỷ giờ cũng đang có khả năng bị thua lỗ làm sao mà mua được svb rồi một số cái ngân hàng lớn thì người ta đang nghĩ ví dụ như là Bank of America hay là Chase liệu là có mua lại được không? thì Hoàng Vi đọc thấy có cái ý kiến nói là một số cái ngân hàng mega như vậy đó thì họ cũng bị những cái ràng buộc về liên bang bởi vì họ đang nắm cái số tiền rất là lớn những ngân hàng mega nắm 13.000 tỷ Mỹ kim những cái số tiền của dân của nhà đầu tư đang gửi như vậy cho nên họ cũng bị ràng buộc là không thể nào mà thâu tóm mua thêm những cái ngân hàng khác cho nên chúng ta phải chờ ngày hôm qua bà cựu chủ tịch uh, 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 hạ viện bà nancy pelosi thưa quý vị có xuất hiện trong một cái hội thảo và bà nói rằng là bà biết rằng có một số người đang phong phanh là sẽ mua ngân hàng bà chưa có tiết lộ ra đâu nhưng mà bà hy vọng rằng càng sớm càng tốt tất cả đều cầu nguyện là cho cái nhân vật mà xuất hiện ngay lúc này ở thời điểm này nhanh chóng mua lại svb và để cùng bắt tay với lại chính phủ liên bang đó để giải quyết cái câu chuyện này đó là những cái ý liên quan đến scb nhưng mà còn có một cái yếu tố một cái nguyên nhân nữa mà dẫn đến cái sự sụp đổ của svb này đó thưa quý vị mà nhiều người nói là không thể không nhắc đến liên quan đến chính quyền tiền nhiệm hoàng vi xin phép được trở lại sở ếp phúc dành cho thương mại